đây là quê hương tôi đó, có lẽ nhiều người vẫn chưa biết vì đây là một tỉnh lẻ. Về nhà cửa còn thưa thớt, người dân phải cố kiếm sống vì cái nghèo vẫn đang đuổi theo. Có lẽ cũng chính vì vậy mà người ta nói Phú Yên nghèo. Ừ thì nghèo về vật chất, nhưng quê tôi không nghèo về tình nghĩa. Bao khó khăn quê tôi vẫn cố lăn áp nó trở thành một bình địa. Lũ lụt 2009 tuy gây ra khá nhiều sự mất mát, nhưng quê tôi vẫn cố đứng dậy từ những con người đầy chất phác. Để tôi nói cho bạn nghe, có người Phú Yên quê tôi sống giản dị mà chân thật, không như những nơi xa xôi. Từ ngày xưa đến bây giờ, dân quê tôi vẫn sống như vậy, tuy chân đất nhưng chân chất vẫn sống thiệt thà mỗi ngày. Ở thành phố thì xa hoa không yên tĩnh như nơi đây, người thành phố sống phức tạp chứ không đơn giản như nơi này. Là người con của mảnh đất phố, tôi luôn tự hào về điều đó, và tình cảm ở trong tim này hãy để tôi thả theo chiều gió. Thì không thiếu người dân ở đây, cũng không để tai nạn xã hội thì không nhiều. Thương đất Phú Yên biết bao nhiêu thương những đồng ruộng dài mượt mà, phải khóc kể lể những ngôi nhà tranh thương người nông dân sống thật thà. Lá chuyện đồng áng rất là nhanh, tôi mà bạn đến đỉnh tháp nhạn hoặc là dưới tết thành An Phổ, những công trình có từ rất lâu cho đến bây giờ vẫn không đổ, gành đê dĩa đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài và vân vân. Hãy thử một lần trải nghiệm để mọi người khỏi phải phân vân. Ở đây cũng không thiếu cụ thể thông số Lê Thành Phương, nên thờ tự bất nên thờ nhục, câu nói bất hủ vẫn còn vương. Và có kẻ bí thư Trần Phú với nhiều công hiến cho đất nước, tên của họ sẽ mãi trong tôi dù cho giờ đây họ đã cất. Bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ để nói lên về đẹp nơi này, dù đi xa nhưng tôi vẫn nhớ quê hương tôi vẫn chính là nơi này. Mảnh đất Phú Yên ở trong tôi, nơi tim này sẽ mãi hướng theo, và tôi muốn nói cho mọi người biết rằng Phú Yên không hề nghèo. Tôi là hai lúa nhưng đơn giản vì đây là chắc riêng. Còn ai mà vẫn chưa tin thì welcome to the Phú Yên. Phú Yên nơi tôi sống là mảnh đất đầy yêu thương, dù anh em đi mọi hướng thì vẫn nhớ về quê hương. Dù Phú Yên vẫn còn nghèo thì tất cả cùng chung sức sẽ xây dựng một Phú Yên thật sự là sẽ đổi khác. Con người sống ở nơi đây tuy vật chất chưa đầy đủ, nhưng tình người ở nơi đây thực sự là đã quá đủ. Tình anh em ở nơi đây khó có gì mà đổi được, muốn dùng tiền mua cây này thì làm sao mà mua được. Tình nghĩa sự đầm bọc sẽ không bao giờ hao gầy, dù thời nay hay ngày xưa chiến tranh có bao quay, thì anh em ở Phú Yên sẽ đứng dậy và lập đầy. Nhân dân ở nơi đây cũng nghe lời của bác dạy, cùng cầm cây và cầm gậy để thoát khỏi sự xiềng xích. Phú Yên nơi tôi sống cũng lập nên nhiều chiến tích, từng giọng nói từng hơi thở tôi đang dành cho quê này, từng giọt máu nó đang chảy trong người tôi chính là máu người Phú Yên. Sẽ có phương vai dù có khăn khăn trong vẫn mỉm cười, sẽ vẫn mỉm cười.